Trở lại với mùa 2 của Học viện Anh Hùng, bởi vì vẫn có người nhớ là chúng tôi đã làm phần 1 từ một năm trước. Bộ phim kể về hành trình của một cậu bé vô năng trở thành anh hùng trong một thế giới mà ai cũng có siêu năng lực. Bộ anime có cộng đồng tích cực số 1 này được mang tới bởi content Thịnh Tu và giọng đọc Quan Quại. Tóm tắt nhanh mùa 1, nhân vật chính Deku sau khi dũng cảm lao vào giải cứu cho thằng bạn hay bắt nạt mình, đã truyền cảm hứng cho anh hùng top 1 Nhật Bản là ông Mai. Vì thế ông đã cho phép cậu tiêu hóa tế bào chết của mình, cụ thể là một sợi tóc. Việc đó đã khiến Deku nhận được một phần sức mạnh của ông, chính là One for All, một loại sức mạnh được truyền lại từ nhiều đời. Với sức mạnh này, Deku có thêm sự tự tin để sánh vai với các học sinh khác trong trường UA. Ở cuối mùa 1, trường UA đã bị tấn công bởi một nhóm tội phạm siêu năng. Mục đích của chúng là ông Mai, tuy nhiên phi vụ này lại thất bại khi bị thầy và trò trường UA hợp lực đẩy lùi. Bắt đầu mùa 2, trái với tình hình nguy hiểm vừa trải qua, nhà trường vẫn quyết định tổ chức sự kiện thể thao thường niên với an ninh được đẩy mạnh gấp 5 lần. Sự kiện thể thao của trường không chỉ là cái giải cỏ cho các khối tham gia với nhau, mà đây được coi như thế vận hội của nước Nhật, không chỉ thu hút khán giả trên toàn quốc. Đây còn là nơi shop bán áo chùm cuối của chúng tôi bán những mẫu áo về các siêu anh hùng. Ngoài ra chúng tôi còn thuê thêm một gian nữa để bán figure có tên là chùm figure. Tất nhiên dành cho những ai không đến được UA thì chúng tôi có ship, link shop ở dưới phần mô tả và bình luận. Lễ hội thể thao còn là nơi góp mặt của nhiều công ty anh hùng nổi tiếng. Nói cách khác thì học sinh thể hiện tốt sẽ có tiền đồ rộng mở. Giống như các học sinh khác, Deku cũng tỏ ra vô cùng háo hức. Cậu đem kể chuyện này với thầy Mai và tiện khoe mình đã có thể kìm hãm sức mạnh One for All để khiến bản thân chịu tổn thương ít nhất. Trước khi cuộc thi diễn ra, Deku cùng dàn học sinh lớp 1A bị học sinh trong toàn khối dò xét nhiều nhất vì cả lớp đã sống sót trong phi vụ trường bị đột nhập. Điều đó khiến cậu và các bạn trở thành những đối thủ tiềm năng nhất cho giải đấu lần này. Có một người mang quyết tâm lớn không kém, đó là Bakugo. Ở phần trước, sau khi bị đứa bạn mình hay bắt nạt vượt mặt, cậu đã hạ quyết tâm từ giờ trở đi sẽ giành được vị trí số 1, cho dù là cuộc thi hay là độ tô xích. Và cứ thế, thời gian trôi đi trong sự nhiệt huyết của toàn bộ học sinh, ai cũng cố gắng luyện tập và nâng cấp siêu năng của mình. Rồi ngày vàng đã điểm, dòng người ùn ùn kéo về UA để tham gia sự kiện thể thao của đám học sinh cấp 3. Bỏ qua mấy màn rau dưa để vào luôn đoạn khai mạc, thầy giáo mồm loa giới thiệu các thí sinh tham gia. Trường UA thì có 5 lớp tham gia, 1A, B, C, D, E sau màn hành quân ra sân. Bakugo được vinh dự mời lên bục để thay mặt học sinh phát biểu bởi thành tích thi đấu xuất sắc của mình, và Bakugo đã nói một câu ngắn gọn như thế này: "Tao là bố của chúng mày." Nói xong thì ban tổ chức phổ biến thể lệ của vòng thi đấu đầu tiên mang tên vượt chướng ngại vật, với đề bài là bắt học sinh chạy quanh sân một vòng, còn chạy kiểu gì cũng được trong dòng người xô lấn. Deku còn tưởng mình đang phải đi chùa hương, riêng có Todoroki, cậu quý tử tóc hai màu thì đã thoát khỏi chốn xô bồ bằng cách giữ chân mọi người với giải băng và vọt lên trước. Điều này không làm khó được các học sinh khác cùng lớp với cậu. Mọi người cứ nghĩ vòng 1 chỉ đơn giản là điền kinh, cho đến khi những cỗ máy kim loại xuất hiện. Chúng là những ác nhân ảo cao đến hơn chục mét, dù vậy cũng chỉ đủ sức cầm chân những kẻ yếu đuối. Với một cú vẩy tay của mình, Todoroki đóng băng tất cả và nhanh chóng vượt qua trước khi máy móc đổ rạp xuống. Không may đống kim loại đó đã rơi trúng hai học sinh khác, nhưng đó lại chính là Kirishima và Tetsu Tetsu, hai học sinh khác lớp có chung năng lực mình đồng ra sắt, không chịu kém phần. Ngay sau đó, Bakugo sử dụng lực đẩy từ những vụ nổ của mình giúp cậu vượt qua đống robot cồng kềnh. Theo sau là những học sinh khác với siêu năng giúp di chuyển cơ động. Vậy còn Deku, với cái năng lực cường hóa sức mạnh của bản thân, cậu chẳng thể làm gì với nó nên đành phải chân đất mắt toét. Cơ mà cũng khôn khi đồng nát được một mảnh của con robot. Để làm gì thì hồi sau sẽ rõ. Đến giai đoạn 2, học sinh bị ngăn cách bởi một chiếc hồ lớn có chứa nhiều thác đá mọc độc lập. Các thác được nối với nhau bằng một sợi cáp duy nhất. Tuy nhiên thử thách này không làm khó được Todoroki và Bakugo, bởi một thằng thì bắn băng ra sông lướt, một thằng thì phá game bay lên trời. Không như main chính Deku phải nghiến răng leo cây như khỉ, trong khi đang gồng cứ đít thít cơ mông, thì hai bạn cùng lớp đã đến cụ thử thách số 3 mang tên là bãi mìn. Đúng với cái tên của nó, các thí sinh sẽ phải vượt qua một bãi đất được giải đầy mìn. Thử thách này đặc biệt khó khăn dành cho những kẻ dẫn đầu khi phải dò bom cho những kẻ theo sau. Điều đó thì không làm khó cho Todoroki và Bakugo, hai người đang giằng co với nhau hạng 1. Còn Deku, cậu lại cặm cụi đào bom dưới đất lên quy về một tụ. Không phải là cậu mang đi bán đồng nát, mà Deku đang muốn dùng sức nổ của chúng để đẩy cậu thật nhanh về phía đích. Cùng với chiếc ván sắt bên mình, Deku lướt như bay vượt qua cả hai ông bạn. Việc này khiến Todoroki phải trải thảm băng để lướt lên và tạo thành một con đường dễ dàng cho những người theo sau. Còn Deku, trước khi chiếc ván hết động năng và rơi xuống đất, cậu đập nó thật mạnh xuống dưới đất để nổ thêm một phát cuối và được đẩy thẳng về đích. Đó là cách mà main chính của chúng ta chiến thắng trong vòng đua đầu tiên. Cậu tận hưởng tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn khán giả trên khán đài. Ông Mai không thể giấu nổi sự tự hào khi chứng kiến thằng bé mình cho ăn tóc tiến bộ nhanh đến vậy. Phần thi đầu tiên kết thúc, các thứ hạng đa phần chia đều cho học sinh lớp 1A và 1B. 42 thí sinh về đích đầu tiên được đi tiếp, còn mấy thằng trâu chậm thì chỉ còn nước lên khán đài cổ vũ. Phần thi thứ hai nhanh chóng được cô giáo viên gợi cảm công bố tên, đó là đấu kỵ binh. Đây đơn giản là trò chơi khiêng kiệu rồi lao vào húc nhau. Luật lệ thì như thường, không được để người bị khiêng ngã xuống, nhưng tùy vào thứ hạng của vòng đua trước mà mỗi người sẽ được phát một giải băng có đánh điểm. Thứ hạng càng cao thì sẽ sở hữu giải băng đánh số càng lớn. Và còn một điều nữa, người đứng thứ nhất sẽ đeo bên mình con số
10 triệu. Nói cách khác, chỉ cần hạ được Deku là đội kia sẽ giành vé vào vòng sau. Điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành mục tiêu của tất cả các đội và không có ai muốn chung team với Deku. Nhưng mà chúng tôi thì luôn chào đón tất cả mọi người tại group phim này hay phết, nơi chúng ta nói chuyện về phim ảnh chứ không có tàu thuyền hay là mật khẩu xác minh dùng một lần gì gì đó. Sau khi nhận hiệu lệnh từ giáo viên, 42 thí sinh vào cuộc chơi tuyển dụng. Ngoài Deku ra thì Bakugo và Todoroki được săn đón nhất. Với tính tình hiếu thắng của mình, Bakugo thì yêu cầu những người đứng dưới chân mình phải là những chiếc cột vững chắc nhất. Cuối cùng anh chàng sầu riêng đã lấy về ba người: Kirishima với năng lực hóa cứng, Sero người nhện và Ashido chất nhầy ăn mòn, còn Todoroki trai đẹp bố làm to có cho mình đội hình cân bằng bao gồm Aida vua tốc độ, Momo túi thần kỳ và Kiminari Pikachu. Team này có thể nói là hài hòa về tỷ số, tốc độ có, sát thương phép có, đồ chơi hỗ trợ cũng có nốt. Vậy còn Deku, sau khi bị bạn bè xa lánh và phải vớt vát lại số ít thì cậu có gì? Đó là Uraraka, cô bạn với năng lực điều khiển trọng lực. Nhưng quan trọng hơn là Uraraka thích Deku nên ngắm từ đầu. Cô gái thứ hai bị thu hút bởi main chính là Hatsume từ khóa hỗ trợ. Hatsume thì siêu năng không phù hợp để chiến đấu nhưng bù lại bằng biệt tài bách khoa cơ khí. Còn mảnh ghép cuối cùng Deku có là Tokoyami với năng lượng chú chim bóng đêm. Boy này hướng nội lầm lì nên ai gọi thì về đội người đấy. Các đội khác hôi lông nên tôi không đề cập. Ngay khi tiếng còi được cất lên, nhóm Deku đã bị tấn công bởi một người có khả năng hóa lỏng mặt đất. Điều này khiến ba chân trụ của team cậu bị lún xuống. Deku đã nhanh trí bật phản lực của cô bạn cơ khí giúp đẩy cả team lên không. Khi thấy 10 triệu điểm lơ lửng trên bầu trời, các team còn lại chuyển qua chế độ bắn chim nhưng lần lượt bị chim đen của Tokoyami cản lại. Còn Uraraka, cô bạn khiến ba người còn lại nhẹ như không khí, để giúp bộ đẩy khí chỉ còn chịu tải của một mình cô. Cơ mà năng lượng có hạn nên cả đội lại hạ cánh. Khi chân còn chưa kịp bẩn thì các nhóm khác lại lao đến, đang định dở bài cũ bay lên thoát nạn thì dưới chân Uraraka đã dính phải quả bóng dính của thằng đầu nho, khiến cả đội đành hy sinh phần động cơ đó. Nhưng dù vậy chiêu này chắc thể dùng lần hai. Khi Bakugo thấy Deku trên bầu trời, cậu bỏ mẹ team mà một mình bay lên tìm thằng bạn thuở nhỏ. Nếu không có Tokoyami đỡ cho một trưởng thì có lẽ cả team đã thành chim quay. Tưởng rằng cục diện trận đấu chỉ xoay quanh nhóm Deku, nhưng đó chỉ là cách nghĩ của các thành viên lớp A. Còn lớp B, họ lợi dụng việc bị đánh giá thấp cho nên đã âm thầm kiếm từng điểm để tích tiểu thành đại. Bởi ngoài đứng đầu ra, những team có thứ hạng cao vẫn qua vòng sau, và Bakugo đã trở thành nạn nhân của anh chàng Monoma khi quá chủ quan. Cậu bạn này không những cướp điểm mà còn trash talk Bakugo vì cái tội thích gái to, cho nên đã khiến anh chàng hạt nhân tức điên lên. Bakugo bảo mọi người chuyển mục tiêu, ngay lập tức nhắm sang kẻ vừa hạ nhục mình. Nhưng đó là chủ ý của Monoma, bởi siêu năng của cậu là sao chép năng lực người mình chạm vào, cho nên mấy đội mà tập hợp những người mạnh mà không có não là Monoma lụm hết. Trước khi Bakugo có động thái đáp trả thì nhóm cậu lại bị một team khác của lớp B kìm chân bằng một cái năng lực xi măng gì đó. Trong khi Monoma bỏ đi với bộ mặt hả hê thì Bakugo bất ngờ bỏ ngựa bay tới, đấm vỡ cả lớp khiên vô hình được tạo ra để lấy về một số điểm lớn cho team mình. Mặc dù vậy, chiếc băng mang số điểm quan trọng của cậu vẫn còn lại trên cổ Monoma. Tuy Bakugo đã đủ điểm để vào top 4, nhưng với cái tôi cao như landmark của mình, cậu vẫn đòi cả team đi công thành đến khi nào đạt được top 1 mới thôi. Và không như mọi người đều nghĩ, Bakugo ngoài cái miệng hỗn ra, cậu cũng có một cái đầu đầy chiến thuật. Với tài điều binh khiển tướng của mình, cậu ra lệnh người nhện bắn giải băng khép góc đối thủ, sau đó lướt trên chất lỏng Ashido tạo ra để áp sát kẻ đã coi thường cậu. Trong chớp mắt, Bakugo đã lấy lại toàn bộ số điểm của đội Monoma. Còn Deku, main chính đang phải đối diện với ai? Tin tốt là Todoroki đã dựng lên một lớp tường băng ngăn cách các team khác tiếp cận. Tin xấu là nó đã trở thành đấu trường nơi Deku phải 1v1 với nhóm của cậu ta. Để mà nói thì chim bóng đêm của Tokoyami không yếu, nhưng càng ở ngoài ánh sáng mặt trời lâu nó càng yếu, cho nên kế hoạch tấn công dường như là không khả thi. Biết giờ là cơ hội để bản thân tỏa sáng, Aida khởi động hai quả động cơ ở chân mình. Với động cơ 150 mã lực, cậu vụt đi như một thằng trộm chó để cho Todoroki cướp lấy giải băng của Deku trong sự ngỡ ngàng, và thế là mất 10 triệu. Đối mặt với việc thời gian chỉ còn chưa đầy 1 phút, Deku quyết định va thẳng thằng con cán bộ. Cậu hô hào anh em tiến lên và sử dụng năng lực cường hóa của mình. Todoroki như cảm nhận được sự nguy hiểm, vô thức kích hoạt nửa sức mạnh lửa của mình, một năng lực trước đây cậu chưa bao giờ lôi ra. Quay trở lại, Deku gồng tay lên nhưng chỉ chém gió cho bay lửa trên tay Todo, và lợi dụng lúc Todo đang nghi ngờ nhân sinh thì Deku đã cướp lấy giải băng ở trên cùng. Tôi cũng không hiểu sao cậu ta không giật hết mà chỉ lấy một cái. Còn ông tác giả bảo là Deku hack não Todo, cho rằng cậu ta giấu điểm cao nhất ở trên cùng. Không, nói chung là ngu. Và như đã nói, sợi dây đó có đúng 70 điểm. Khi Deku định lao vào lần 2 để sửa chữa lỗi lầm thì đó cũng là lúc tiếng chuông kết thúc vang lên. Tất cả học sinh từ bỏ sát ý để cùng nghe thứ hạng. Đứng vị trí đầu tiên chắc chắn là đội của Todo với hơn 10 triệu điểm. Xếp thứ hai là nhóm Bakugo. Đứng thứ ba, một người chưa từng được đề cập tới, nhóm của Shinso, anh bạn lớp 1C với cái bọng mắt của editor. Chỉ còn một slot cuối cùng cho đội may mắn. Và khi Deku tuyệt vọng nhất thì Tokoyami, cậu trai hướng nội, đã đem về một bất ngờ. Trong lúc Todo bị đánh lạc hướng, không chỉ Deku mà cậu ta cũng đã giật một giải băng
năng của đối thủ. Kết quả lấy về hơn 600 điểm, vừa đủ để Mên Chính vào vòng sau. Trước khi bước vào vòng đấu quyết định, cả học sinh và khán giả tạm bước vào giờ nghỉ. Trong khi những người khác nhanh chân bước vào căng tin để nạp năng lượng, thì Todo lại hẹn Deku ra hành lang. Bởi cái giây phút Deku giơ bàn tay lên, cậu đã cảm nhận được sức mạnh của All Might, siêu anh hùng số 1. Vì thế nên Todo nghi ngờ rằng Deku là con hoang của ông Mai. Và còn một điều nữa, Todo là con của anh hùng số 2, nên nếu như Deku có liên quan với anh hùng số 1, điều đó càng khiến cậu phải vượt qua Deku. Vừa nhắc đến đây thì hai vị anh hùng đó đã chạm mặt với nhau. Trái ngược với thái độ tiếp khách của Mai, thì ông bố hệ lửa lại hống hách không muốn bắt chuyện. Lý do ông tới đây là để chứng kiến thằng con trai của ông hủy diệt giải đấu, hay xa hơn là trở thành anh hùng số 1. Theo lời Todo, không phải ngẫu nhiên mà trên đầu cậu có hai thứ tóc, thực ra là do bố cậu đã nhắm trước giống, hay cụ thể hơn mẹ cậu được chọn vì là công chúa Elsa, cuối cùng tạo ra một đứa con đa năng như cái bình nóng lạnh. Trong một lần giận bố chém thớt, mẹ Todo đã hất nước nóng lên phần mặt trái của cậu, thế nên giờ trai đẹp tóc hai màu mới có vết bỏng đỏ lom như này. Khi đã chia sẻ xong về chuyện gia đình, Todo cho tay vào túi bước đi và thề với Deku sẽ không dùng lửa trong vòng chung kết. Toàn bộ cuộc tâm sự tình tứ đó bị Bakugo nghe lỏm hết. Chính ra so với hai thanh niên đứng ngoài kia, cái backstory của cậu tầm thường nhất, không có bố làm to, không được top 1 chống lưng, đã thế còn mang danh bully. Quay trở lại giải đấu khi giờ nghỉ trưa đã hết. Ở vòng cuối cùng này, toàn bộ học sinh sẽ bị xé lẻ ra thành 16 người, cứ hai người thành một cặp solo với nhau trên sàn đấu. Sau 4 vòng tìm được nhà vô địch, tất cả học sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên để tìm đối thủ bắt cặp. Trước lúc xếp hàng bốc giấy, đã có hai người xin từ bỏ thi đấu, một là cậu bạn lớp A với cái đuôi thịt, hai là một cậu lớp B mặt mũi nhìn như nhân vật phụ. Lý do được cả hai đưa ra là chẳng có chút ký ức nào về vòng đấu kỵ binh, rất có thể là do đã bị người ở trên vai mình là Shiso tác động gì đó. Hai slot này được nhường cho hai thành viên khác của đội xếp thứ 5, họ là ai thì tí nữa sẽ rõ. Kết quả bốc thăm nhanh chóng được công bố. Deku solo với Shiso, anh bạn xóa trí nhớ của đồng đội ở vòng đầu tiên. Khi nhận được kết quả, Shiso đã sấn sổ đến chỗ của Deku. Ngay lúc đó, cậu bạn đuôi thịt vừa bỏ cuộc đã tới cảnh báo Deku đừng đáp lời lại. Có thể đó là lý do đã khiến đuôi thịt không còn nhớ chút gì. Trận đấu đầu tiên thuộc về Deku và Shinso. Luật chơi rất đơn giản, một là đẩy đối thủ ra khỏi sân, hai là khiến người kia tê liệt hoặc là nói đầu hàng. Tuy nhiên, kẻ nào cố tình ra tay ác ý nhằm mục tiêu triệt hạ đối thủ cũng sẽ bị loại. Trước cả khi trọng tài ra hiệu lệnh bắt đầu, thì Shinso đã bắt đầu chiêu khích tướng của mình. Cậu nói rằng đã tìm thấy trên luật hải dương ảnh của Deku với mẹ của Bakugo. Điều này làm Mên Chính không kìm được lòng mà đáp lại, và như thế là đủ cho Shinso kích hoạt siêu năng của mình, sai khiến. Đột nhiên Deku đứng đờ mặt ra, toàn thân tê liệt. Deku quay gót tiến thẳng ra phía ngoài sân. Dù bên trong tâm trí Deku cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không theo ý cậu. Deku nhớ lại cuộc trò chuyện với đuôi thịt. Theo lời ông bạn, sau khi va chạm với người khác thì cậu sẽ tỉnh lại, có thể gọi là cú sốc phá bùa. Ngay trước khi thò chân ra khỏi sân, Deku nhìn thấy 8 đốm sáng ở cửa hành lang, rồi một ánh sáng vụt qua khiến hai ngón tay Deku đỏ ửng lên, rồi bất giác tạo ra một làn xung kích cực mạnh đẩy ngược cậu lại. Sau cú sốc đó, Deku lấy lại cơ thể của mình, nhớ lại lời của ông Mai, 8 ánh sáng đó có thể là 8 người đời trước của One For All, họ đã giúp cậu trong tình thế ngặt nghèo nhất. Quay trở lại cuộc chơi, chó vẫn cứ sủa, Mên Chính vẫn cứ thế tiến lên không hé một lời. Thế rồi cậu hất văng ông bạn già mồm ra khỏi sân đấu mà không cần sử dụng đến năng lực. Thôi thế cũng đẹp rồi, chứ cái năng lực dùng một lần như của Shinso thì dù có thắng tới vòng sau thì cũng hết vị. Thay vì bỏ đi trong cay cú, Shinso quay lại ném một lời động viên cho Deku, chúc cậu tiến sâu vào tới vòng chung kết. Còn Deku, trong lúc chờ đợi các cặp khác sát phạt, cậu được đưa tới phòng y tế để nhờ cô giáo hồi phục lại ngón tay thâm tím của mình. Trong khi đó, Todoroki trước khi ra sân đã nhận được vài lời giáo huấn đến từ ông già. Từng lời nói ra chỉ toàn là thành tích, là chiến thắng, chứ không có chút quan tâm tình cảm gia đình nào. Đối thủ của Todoroki là anh bạn bắn ra giải băng ở cùng lớp Zero. Vừa vào sân, anh bạn này đã bắn ra một cuộn dây trói lấy Todo, rồi toàn quăng đối thủ ra ngoài. Nhưng chỉ cần một cú gồng duy nhất, một nửa sân vận động lẫn Zero bị phủ kín bởi một ngọn núi băng. Có vẻ như sự phô trương sức mạnh này là hơi quá. Tất nhiên sau khi trọng tài công nhận chiến thắng, cậu đã sử dụng sức nóng bên trái để giã đông cho Zero. Lý giải cho hành động này có thể do tâm trạng Todo đang không ổn định sau khi bị ông già cá khịa. Trận đấu thứ 3 được bắt đầu. Đây là cuộc đấu giữa tóc dây gai Shiozaki ở lớp B và anh chàng Pikachu ở lớp Deku. Có vẻ là cuộc chiến giữa những nguyên tố lôi đấu với mộc. Dòng điện khổng lồ phóng từ phía Kaminari bị đám bụi gai cản lại. Ngay sau đó có một đám dây leo mọc lên từ mặt đất và trói cứng lấy cậu. Chiêu thức áp đảo đó đã khiến Kaminari bị loại ngay tức thì. Trong khi khán giả mắt chữ A mồm chữ O với sức mạnh từ cô bạn xinh đẹp, thì Deku lại đang cặm cụi viết lại sức mạnh của tất cả mọi người để nếu có gặp trong vòng sau thì còn biết cách mà đối phó. Tiếp theo là trận đấu thứ 4 giữa Aida siêu tốc và cô bạn cơ khí đã giúp đỡ Deku trước trận đấu. Vì thấy được sự nỗ lực của bố xe nên cô bạn cơ khí đã tặng cậu một động cơ đẩy đeo vai. Sau khi nghe hiệu lệnh của trọng tài, Lida chạy bộ tới phía đối thủ, không những không tỏ ra lo lắng, Gun cơ khí còn vừa né chiêu vừa review về các món đồ chơi của mình, mục đích là để thu hút các nhà tuyển dụng tiềm năng. Còn Aida thì không khác gì con chim trong lồng, mặc sức để cô kỹ sư thử mọi món đồ chơi lên người mình mà không thể chống trả. Kết thúc bài thuyết trình của mình, Hatsume tự động bước ra ngoài
ngoài vạch kẻ và nhường quyền đi tiếp cho Aida. Trận đấu tiếp theo lại là một cuộc va chạm giữa hai học sinh lớp A của Gia Hồng bắn axit vào mặt trời của anh vì ở trong đội huấn luyện với nhau nên cả hai đều hiểu rõ năng lực của người còn lại. Trong khi mặt trời spam liên tục cắt tia ánh sáng thì Gia Hồng lại sử dụng chất lỏng của mình để lả lướt trên sân, giúp cô né sạch tất cả những chiêu thức định hướng. Chiêu của mặt trời tuy sát thương khủng tầm xa nhưng lại tốn mana nên sau khi spam được một combo là phải nghỉ ngơi, nếu không thì bụng dạ sẽ khởi nghĩa. Lợi dụng điều đó, Gia Hồng đã sử dụng khoảng nghỉ này để tung chất lỏng của mình, giúp phá hủy chiếc dây đeo của mặt trời, khiến cậu rơi vào trạng thái câm lặng. Trong lúc đang bối rối vì acid ăn đứt cả chun quần thì Aoyama đã hớ hênh để Ashido hạ knockout mình bằng một cú móc hàm. Có lẽ trận đấu tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn khi có sự góp mặt của một nhân vật tiềm năng, đó là chim bóng đêm Tokoyami cùng với con nhà người ta Momo, năng lực túi thần kỳ. Một người có hàng chục món đồ chơi từ mềm tới cứng, người còn lại chỉ chơi hàng organic. Tuy vậy thì con hàng organic này lại quá hung hãn, nó húc cô gái liên tục tới 3 cái, đẩy Momo ra khỏi đường biên, mặc cho cô có lôi khiên ra chống đỡ. Hóa ra thì kèo này vẫn lệch. Vậy thì để xem nếu như xếp hai học sinh có cùng năng lực thì trận đấu liệu có cân kèo. Kế đến là màn so găng giữa Kirishima và Tetsu, một người hóa cứng ra thịt, người còn lại biến bản thân thành sắt thép. Quả nhiên khi năng lực giống nhau lại còn đơn giản thì hai cha nội này chọn cách solo đến chết. Kết quả trận đấu đã được xử hòa khi cả tóc đỏ lẫn tóc bạc ngất vì kiệt sức. Chuyện ai vào vòng trong sẽ được quyết định khi hai đối thủ tỉnh lại. Cuối cùng, cặp đấu có thù với tiêu chuẩn cộng đồng sẽ kết thúc vòng này. Trai gia trưởng Bakugo và gái sim lỏ Uraraka. Trước trận đấu căng go này, Deku đã chia sẻ cho bạn gái một chiến thuật. Chìa khóa chiến thắng là Uraraka phải chạm được vào người Bakugo. Nghe thì đơn giản đấy, nhưng có ai muốn lại gần một quả bom hay không? Dĩ nhiên là Uraraka. Cô bất chấp lao vào Bakugo, mặc cho những quả trưởng bắn xới tung cả sàn đất, không hề bỏ cuộc. Uraraka sử dụng chiến thuật ve sầu thoát xác, cởi áo khoác để đánh lạc hướng đối thủ, nhưng Uraraka vẫn không thể chạm được vào người Bakugo vì phản xạ của cậu quá nhanh. Yếu tố bất ngờ đã cởi ra, Uraraka đành phải sử dụng kế khác, nhưng ngoài lao vào lĩnh đạn ra thì chưa thấy có gì đặc biệt. Trong cái tình thế đàn ông đánh phụ nữ, Bakugo bị khán giả la ó vì không chịu giải quyết nhanh đối thủ mà lại hành hạ từ từ. Nhưng thầy Aizawa thì lại nghĩ ngược lại. Ông nói với khán giả hành động của Bakugo không phải là coi thường, ngược lại cậu đang cảnh giác vì rất tôn trọng đối thủ. Bakugo không muốn hành động trước khi hiểu được tình hình, còn mục tiêu ngay từ đầu của cậu là giành chức vô địch nên chắc chắn không có cái gọi là nương tay hay phụ nữ gì ở đây. Trước quả bom 5 ngón thì mọi chúng sinh bình đẳng hết. Có một người khác đã nhìn ra chiến thuật của Uraraka, đó là Monoma. Cậu cho rằng cô bạn đã cố tình hạ thấp thân người khi tiếp cận Bakugo để mọi đòn đánh của cậu đều xới tung mặt đất, tạo điều kiện cho các mảnh vụn gạch bay tứ tung. Và đó chính là trận địa mà Uraraka đã set up nãy giờ. Khi mọi người không để ý thì trên đầu Bakugo đã có tới hàng trăm cân vật liệu xây dựng chuẩn bị đổ lên đầu. Chúng đang rơi xuống sau khi Uraraka thu hồi năng lực. Liệu Bakugo sẽ làm thế nào khi có một cơn mưa xi măng và có một cô gái cùng lúc đang chạy về phía cậu? Câu trả lời là duy nhất một phát bắn với 80% công lực. Vụ nổ khủng bố quét sạch đống đất đá, còn sóng tỏa ra đẩy văng Uraraka ngược lại. Sau khi kế hoạch cuối cùng cũng bị phá sản thì Uraraka đã kiệt sức ngất thiếp đi, để lại chiếc vé vòng trong cho Bakugo. Slot cuối cùng sẽ được định đoạt bằng màn vật tay giữa Kirishima và Tetsu, và có lẽ vì là thành viên lớp A nên Kirishima đã giành chiến thắng khi kim loại của cậu bạn bị yếu đi theo thời gian. Chỉ ít lâu sau đó, trận đấu đầu tiên của vòng 2 được bắt đầu. Hai người chiến thắng vòng trước là Deku và Todoroki sẽ khô máu trên sân đấu. Liệu con trai của top 2 server hay đệ tử của top 1 sẽ đi tiếp? Đây có thể coi là trận chung kết sớm của giải đấu nên không khí trong sân vận động trở nên nóng hơn bao giờ hết. Để hạ nhiệt, Todoroki bắn một con đường băng về phía Deku. Đáp lại, Deku sử dụng One for All trên ngón tay thối và búng nó thẳng về phía chiêu thức của Todo. Ngay lập tức băng bị phá tan, còn Todo phải dựng một tấm băng ngay phía sau lưng nếu như không muốn bị áp lực đẩy văng ra ngoài. Không may ngón tay bầm dập đã bị Todo nhìn thấy. Cậu biết đó là cái giá phải trả của Deku mỗi lần vận chiêu, vậy nên đã spam chiêu thức liên tục về phía đối thủ. Và cứ thế bốn ngón tay phải của Deku lần lượt trở thành bốn cái tăm bông đã qua sử dụng. Khi thấy đối thủ rơi vào thế yếu, Todo lao lên. Vì khoảng cách gần nên lần này khối băng đã giữ chân được Deku, khiến cậu phải sử dụng nguyên cánh tay trái để phá băng. Thế là từ 10 ngón nay còn đúng ngón cái tay phải. Nhưng Todo cũng không phải loại mana vô hạn. Sau khi ra đòn liên tiếp, cánh tay băng của cậu đã run lên. Nhận thấy điều đó, Deku đã khích tướng đối thủ. Cậu nói rằng Todo nên sử dụng sức mạnh lửa để làm ấm cơ thể. Trong khi cậu đang cố gắng hết sức thì Todo lại chỉ sử dụng có 50% sức mạnh. Như thế là không tôn trọng nhau. Trong giây phút quyết định, Todo nhớ về người mẹ của mình. Bà đã đứng ra bảo vệ cậu khi ông bố gia trưởng ép cậu phải tập luyện. Kết quả là ăn ngay một quyền. Vì điều này nên Todo càng thêm thương mẹ và ghét bố lẫn việc trở thành anh hùng theo như ý ông muốn. Nhưng mẹ của cậu thì vẫn luôn biết, kể cả khi không bị bắt ép thì Todo luôn muốn làm anh hùng. Với sự thức tỉnh đó, Todo nổi lửa
ở phần bên trái lên. Nó to đến nỗi khiến cả khán đài tưởng mình đang ở Hà Nội. Với sự giao thoa nóng lạnh, cơ thể Todo như được sạc lại sức mạnh. Cậu vận một quả núi băng về phía Deku và lồng đằng sau một cơn bão lửa nóng như dung nham. Phía ngược lại, Deku all in với phần da thịt còn lại, mang hết sức lao về phía bạn học của mình. Khi nhận thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, thầy Xi Măng đã ngăn hai đợt xung kích bằng các lớp tường của mình. Kết quả là khán giả ăn no bụi khi vật liệu xây dựng bay tứ tung. Khi làn khói tan dần, mọi người thấy Deku đã bị đẩy ra ngoài sân. Còn Todo vì có bức tường băng giữ lại nên đã giành vé đi tiếp. Lần đầu xem tôi khá là bất ngờ vì nhân vật chính lại bị loại trước chung kết. Cơ mà Deku sau chuyến này chắc phải nghỉ dài dài chứ không thể nào hồi phục nhanh được. Bên trong phòng y tế, Deku được chẩn đoán là người ngợm hiện tại nát hơn cả gái ngành. Xương ống tay, ống chân thì vỡ vụn, phải phẫu thuật gấp ra, chứ không thể dùng siêu năng của bà là hồi phục như cũ. Trò chuyện với ông Mai, Deku nhận lỗi về hành động bốc đồng của mình khi kích hoạt cho đối thủ tiềm năng sức mạnh, nhưng sư phụ lại không nghĩ vậy. Đối với ông, việc can thiệp vào chuyện của người khác chính là cốt lõi của việc trở thành anh hùng. Tạm gác lại chuyện mùi mẫn qua một bên, bởi giải đấu vẫn sẽ tiếp tục. Hai người tiếp theo phải thi đấu để giành vé vào vòng bán kết, chính là Aida và Shiozaki. Quả nhiên năng lực tốc độ đã hoàn toàn ao trình khả năng dây dợ của cô bạn, làm cho trận đấu trở nên vô cùng chóng vánh. Cặp tiếp theo cũng một chiều như vậy, khi mấy cái dung dịch trắng nhờ nhờ không có nổi một chút đe dọa. Với anh bạn chìm bóng đêm, Tokoyami tiếp bước Aida tiến vào vòng sau. Chiếc vé cuối cùng rơi vào trận đấu giữa hai người đồng đội cũ, Bakugo và Kirishima. Riêng lần này thì những vụ nổ lớn từ Bakugo không gây chút sát thương nào lên người cậu bạn siêu cứng, nhưng siêu năng thì vẫn chỉ là thể lực. Kirishima dù có là tanker hạng nặng thì Bakugo bảo mãi cũng tèo, và chiếc vé được trao lại cho anh chàng cục xúc. Tổng kết lại, 4 vị trí ở vòng bán kết thuộc về Todo lửa băng, Aida tốc độ, Toko bóng tối và Baku khủng bố. Trận đấu đầu tiên thuộc về Todo và Aida, cả hai đều xuất thân từ những gia đình anh hùng có tiếng. Trận đấu diễn ra với tiết tấu cực nhanh, trong khi Aida muốn sử dụng tốc độ vượt trội để trên cơ đối thủ thì Todo dần dựng các hàng rào băng để hạn chế khả năng roam map của lớp trưởng. Dù vậy, Aida vẫn tiếp cận được Todo và đá cậu một cú váng đầu. Khi Todo đang mất thăng bằng, Aida dùng chiêu cũ vít ga và lôi đối thủ ra ngoài sân đấu với tốc độ bàn thờ, nhưng Todo cũng đâu phải dạng vừa. Ngay cái khoảnh khắc Aida thò cái chân hư ra thì cậu đã thổi một luồng khí lạng đóng băng mấy cái ống xả, khiến Aida phế luôn con Rin Thái rồi chấp nhận để bạn học đóng hòm. Và đó là một chiến thắng của Todo mà không cần dùng tới lửa. Trận đấu tiếp theo, Bakugo chất tướng counter đã không để Tokoyami có khoảng trống tấn công, bởi ánh sáng phát ra từ vụ nổ đã át vía của chim bóng đêm. Kết quả, Bakugo giành chiến thắng và sẽ đấu một trận cuối cùng với Todoroki để tìm ra nhà vô địch của giải đấu hội thao. Trước khi đến với những chi tiết trong cặp đấu được mong chờ nhất thì chúng ta, hay chính xác hơn là Aida, đã nhận về tin dữ. Người anh trai của cậu trên đường làm nhiệm vụ đã va chạm với một tên ác nhân và đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Đó là Stain, mệnh danh kẻ diệt anh hùng. Hắn không theo phe nào cả, một mình một bóng. Trở lại với giải đấu, trước khi so găng với nhau trên sàn, Bakugo có hỏi thăm bạn mình trong phòng chờ. Đại loại là mày ngon thì mày dùng hết sức mạnh, bố mày cấn tất. Ngược lại, thái độ của Todoroki lại có phần điềm tĩnh, bởi cậu đang bận suy nghĩ tới Deku, người vừa giải quyết giúp mình một số vấn đề. Dù vậy, khi cả hai bước lên sân đấu, độ tập trung và thái độ vẫn hoàn toàn tối đa. Lần này Todo dựng ngọn núi to gấp đôi so với lần hạ Zero. Tuy nhiên, để có thể lết vào chung kết, Bakugo chắc chắn không phải dạng vừa. Trong ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, Bakugo sừng sững đục lỗ đi ngoài. Sau khi thấy ánh sáng, cậu lao thẳng về phía Todo. Trước khi đối thủ kịp ra đòn, Bakugo dùng vụ nổ đẩy người sang một bên, vừa né chiêu vừa tạo góc tóm lấy áo và ném Todo văng đi. Bên kia cũng chẳng vừa, Todo ở cú đánh sau đã tóm lấy cổ tay Bakugo, vì bàn tay là nơi duy nhất có thể gây sát thương. Đáng nhẽ ra cậu có thể dùng một đòn lửa ở cự ly gần, nhưng lại do dự gì đó nên chỉ hất Bakugo đi. Cho dù được Deku trên khán đài cổ vũ để nổi lửa, nhưng giờ phút bị Bakugo lao vào với ultimate thì Todo lại nhớ gì đó về mẹ và quyết định buông tay. Kết quả ăn nguyên một quả B52 vào giữa mặt và nằm thở oxy bên ngoài sân. Còn phía Bakugo, cậu cay cú vì giành được chiến thắng một cách không thỏa đáng. Ở phần trao giải cho học sinh, Bakugo bị trói lại vì bản thân còn quá tăng động, và người lên trao giải sẽ là anh hùng số 1, ông Mai. Ông gửi những lời động viên cũng như góp ý tới ba người học sinh, với Tokoyami là nên cải thiện thể lực để có nhiều lựa chọn trong việc thi triển sức mạnh. Còn Todoroki, khi nhận được câu hỏi của thầy về việc không dùng phần lửa ở chung kết thì cậu đã trả lời rằng mình đang bị lạc lối và sẽ tìm cách giải quyết vấn đề quá khứ trước khi trở thành một người anh hùng như ông Mai. Cuối cùng là Bakugo. Thôi tầm này thì nói gì cũng không vào đầu nó đâu. Sau khi giải đấu kết thúc, lớp 1A về nghe thầy chủ nhiệm dặn dò, chỉ thiếu đúng Aida, do cậu đã xin phép đi thăm anh trai của mình. Dù đã giữ được cái mạng, nhưng chuyện làm anh hùng thì có lẽ các bác sĩ cũng bó tay. Có một người khác cũng ghé viện sau khi tan học, chính là Todoroki. Cậu tới thăm mẹ mình, người cậu lâu lắm rồi chưa chạm mặt suốt thời gian qua. Todo nghĩ rằng sự tồn tại của cậu đem lại nỗi đau cho mẹ, nhưng giờ thì cậu đã suy nghĩ khác. Làm lành với mẹ sẽ là việc đầu tiên trên con đường trưởng thành của Todoroki. Sau giải đấu, danh tiếng của toàn bộ học sinh lớp 1A được báo chí nhắc đến nhiều hơn. Thế nên các công ty anh hùng đã nhắm tới một vài cái tên. Tất nhiên, thứ hạng trong giải đấu quyết định số lượng thư mời được gửi tới.
đứng đầu là Todoroki, xếp thứ hai là Bakugo. Cũng dễ hiểu thôi vì trận chung kết chẳng giống một trận đấu sòng phẳng lắm, mà thái độ cũng quyết định việc này. Nhưng điểm lạ lùng nhất là nhân vật chính Deku lại không có một lời mời nào. Có lẽ vì họ trông thấy cách cậu tự hủy hoại cơ thể để chiến đấu, nó quá là rủi ro. Nhưng mà dù kết quả có thế nào thì tất cả học sinh vẫn sẽ được đi thực tập với các anh hùng thực sự. Và để chuẩn bị cho việc này, mỗi người sẽ nghĩ cho mình một cái tên để dễ bề cô team cũng như branding cho nó nổi bật. Ngoài những cái tên mà học sinh nghĩ ra nhưng không ai thèm nhớ thì Deku chọn cho mình cái tên anh hùng là Deku luôn. Thực ra tên thật của cậu là Midoriya. Deku là cái tên mà Bakugo hay gọi. Còn người viết kịch bản chọn gọi là Deku cho voice đọc đỡ mỏi mồm. Quay trở lại, có lẽ bằng sự nhúng tay của ông Mai mà Deku đã có được một lời mời, đó là của Gran Torino. Ông ấy từng là chủ nhiệm lớp của ông Mai trong một năm và đã biết bí mật về One for All. Ở phía ngược lại, người được kha khá lời mời từ các công ty nhưng lại chọn một cơ sở khá là low key chính là Aida. Đó là một công ty anh hùng ở Hosu, nơi mà anh trai cậu bị tấn công. Có lẽ Aida muốn dùng cơ hội này để điều tra về tên sát thủ. Còn về tên này thì báo đài cũng đã đưa tin. Stain từng hạ sát 17 anh hùng, làm 23 người bị thương nặng tới mức khó hồi phục. Tạm gác qua chuyện đó, thì ngày hôm nay các học sinh sẽ vác ba lô lên đi thực tập. Deku gõ cửa một văn phòng nhỏ bên đường, nơi cậu gặp được thầy của mình. Tuy giao diện có Nokia cơ mà phần mềm bên trong lại nhanh như là iPhone. Torino đã xem qua trận đấu của cậu và phân tích rằng Deku chưa biết cách phân bố sức mạnh hài hòa. Ông đổ lỗi cho thằng Mai học trò vì không biết dạy. Qua màn giao hữu nhẹ nhàng, Deku đã bị đá cho hai cước mà không kịp phản ứng. Tới cái cước thứ 3 thì dù có đoán được hướng nhưng đòn đánh lại quá là cứng nhắc, nên kết quả là dễ dàng để Torino né tránh. Sau khi đá tung căn phòng, ông bỏ đi mua đồ ăn để Deku lại dọn dẹp. Khi còn có một mình, Deku nhớ lại những lúc tiếp xúc với ông Mai và cái cách thầy sử dụng One for All. Có lẽ ngay từ đầu cách nghĩ của cậu về nó đã quá hạn hẹp. Deku chỉ nghĩ One for All là sức mạnh áp đảo, nhưng nó hoàn toàn có thể được dùng một cách linh hoạt hơn. Tối hôm đó, khi thầy giáo đã ngủ say, Deku lên đồ ra sân sau tập luyện. Lần này cậu bắt đầu thử dùng sức mạnh ở phần chân để có thể nhảy lên thật cao. Nhưng nếu muốn leo lên các tòa nhà thì cần phải phối hợp dồn sức ở cả tay nữa, nếu không là sẽ ngã vỡ mặt. Vì tập luyện cả đêm nên sáng ngày ra Deku trông như chết đói. May quá đúng lúc Torino lại vừa mua cái lò vi sóng về. Thế là ông nhờ cậu quay dùm mấy cái bánh cá. Chả biết Deku chỉnh kiểu gì mà khi bánh ra lò thì sư phụ cắn vào vẫn lạnh ngắt. Hóa ra là cậu đặt bánh trên cái đĩa to quá, lò không quay được. Từ đó bánh chỉ nóng một phần. Thay vì đặt bánh và quay lại, Deku lại liên hệ nó tới cơ thể mình. Chính xác hơn là cái cách sử dụng One for All. Từ trước đến nay, Deku dùng sức mạnh theo cách khá là máy móc, tức là đấm thì dồn vào tay, nhảy thì dồn vào chân. Thay vì thế, nếu để One for All chảy khắp cơ thể thì cả người sẽ linh hoạt hơn và cần gì thì sẽ có đó. Nhờ vậy lần này khi tái đấu với Torino, Deku đã linh hoạt hơn. Dù vậy so về độ nhanh nhạy thì vẫn còn kém thầy già vài bậc. Đáng buồn là sau cuộc tỉ thí đó thì đống bánh cá vô tội đã bơi hết xuống đất cùng với Deku. Những người bạn khác cũng đang được chỉ bảo tận tình, dù cho không phải ai cũng được luyện võ. Gác lại chuyện bọn nhỏ qua một bên, hôm nay ông Mai có cuộc gặp với bên cảnh sát để trao đổi manh mối từ vụ tấn công trường học ở cuối phần 1. Sau cuộc ẩu đả, có một con Nomu đã bị bắt lại. Kết quả điều tra cho thấy con quái vật này từng là một tên du côn tầm thường. Có thể do trải qua một cuộc biến đổi, cơ thể con người đã biến thành Nomu. Không những thế, bên trong cơ thể hắn còn có DNA của 4 người khác, khiến cho con Nomu này có nhiều hơn một siêu năng. Điều này dẫn tới một giả thuyết là có một kẻ với khả năng di chuyển siêu năng đã tác động lên hắn, để Nomu cùng lúc sở hữu nhiều sức mạnh. Khi nghe đến đây thì ông Mai há hốc mồm, vì ông biết kẻ có thể làm được điều đó. Không những thế, hắn còn là kẻ thù nguy hiểm nhất. All for One, kẻ này cũng đang đứng sau một tay điều khiển liên minh tội phạm, nơi đang diễn ra cuộc đàm phán giữa Shigaraki và sát thủ Stain. Hai bên đều có mục đích khác nhau. Nói đơn giản thì Stain là phản anh hùng, hắn tiêu diệt anh hùng biến chất chứ không thích tham gia hội nhóm. Thế nên Stain đã từ chối gia nhập. Hắn yêu cầu tên cổng không gian đưa hắn lại về Hosu để thanh trừng cái quận tội lỗi này. Nhưng Shigaraki không phải là hạng quân tử. Sau khi thuyết phục Stain không thành, còn bị hắn cứa cảnh cáo, tên bệnh hoạn này gọi ra thêm vài con Nomu nữa và ra lệnh cho chúng khủng bố đô thị. Đáng nhẽ ra Stain sẽ đi giải quyết đám quái vật, nhưng hắn đang bận mần thịt một tên anh hùng dởm trong ngõ. Đang chuẩn bị ra tay thì Aida bất ngờ ra mặt. Thế là cậu lớp trưởng lao vào trả thù cho anh trai. Kết quả là cậu bị đánh văng ra, bay cả mũ bảo hiểm. Đáng lý ra là Stain sẽ để cậu đi, nhưng Aida đã thể hiện quyết tâm trả thù của mình. Thế thì tên phản anh hùng cũng chiều cậu luôn. Chỉ trong một chiêu, Stain đã đánh ngã được Aida và cắm cây kiếm của mình vào vai cậu, trong khi Aida nằm sấp như con cá trên thớt. Thực ra con cá không nằm sấp được. Cơ mà khi đó hắn bắt đầu đọc bản án dành cho cậu, chính là cái loại anh hùng nông cạn, hy sinh bản thân để cứu lấy người khác, rồi cuối cùng cũng chỉ để thỏa mãn khát vọng của bản thân. Nói xong thì Stain rút cây kiếm ra và liếm máu của Aida có trên vết thương để kích hoạt siêu năng của hắn, gây tê liệt kẻ bị nếm máu. Aida suýt chút nữa đã hết hợp đồng ngay từ phần thứ hai nếu không có Deku bay tới, cho thẳng Stain một cú đấm giữa mặt. Lý do Deku xuất hiện kịp thời là vì cậu thấy Hosu xảy ra một vài vụ nổ từ xa do mấy con Nomu nó quậy. Nhưng trên đường đi tìm lũ quái vật thì lại vô tình nghe thấy có người nhắc tới sự vắng mặt của Aida.
nên Deku nghĩ rằng cậu lớp trưởng đang xảy ra chuyện. Vì không thể vác cả Aida và ông dân tộc đi được, nên Deku ở lại solo. Sau khi học được vài ngón nghề mới, cậu lao thẳng vào Stain, dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình né đường kiếm, rồi cho hắn ăn một cú smash 5% sức mạnh. Nhưng trong khi Deku múa, Stain đã kịp vẩy một đường dao găm bằng tay còn lại vào da cậu. Tuy là vết thương không sâu, nhưng một giọt máu là đủ để hắn kích hoạt siêu năng. Vì sự thể hiện của cậu có phần ấn tượng nên Stain bỏ qua Deku mà tiến thẳng đến con mồi phía trước là Aida. Trước khi cậu lớp trưởng bị mổ thịt thì lại có một ông bạn khác đến ứng cứu, và đó là Todoroki. Cậu đến được đây do nhận được tin nhắn của Deku. Lần này Todo không ngại sử dụng lửa nữa. Mặc dù vậy, đối mặt với một tên sát thủ từng làm gỏi cả tá anh hùng thì cậu vẫn bị hắn lấn lướt. Kết quả là dù có dựng băng phòng thủ nhưng dao vẫn tìm đến được vết thịt. Trước khi Stain kịp ra tay thì Deku đã bật dậy để trả ơn ông bạn, để giải thích cho việc Men Chính tỉnh lại trước cả hai người kia. Thì Stain có nói rằng thời gian tê liệt dựa vào nhóm máu, trong đó thì nhóm máu O là nhanh nhất. Tôi nghĩ là hắn bỏ qua máu của người nhiễm viêm gan B. Và cứ như thế, trong khi hai người bạn của mình đánh chảy ra chóc vẩy thì lớp trưởng Aida lại nằm một chỗ mít ướt. Điều cậu cần lúc này là một cú búp tinh thần bằng hồi tưởng. Thế là Aida nghĩ về anh trai mình, nghĩ đến cảnh anh đang phải nằm liệt giường vì thất bại. Thế là cậu có sức mạnh, cậu đứng dậy và cùng hai người bạn chiến đấu. Nhưng giờ một cái là sức mạnh của Aida đá được một phát là nóng máy, phải đợi nguội đi mới sử dụng tiếp được. Thế là lần này Aida bảo Todo làm mát động cơ cho mình. Khi máy móc ngon lành, Aida cùng Deku lao vào Stain, người đá người đấm khiến hắn không kịp trở tay. Kết quả cả ba đã đánh ngất được Stain. Sau đó mọi người quyết định trói hắn lại và chuyển cho cảnh sát. Trước đó một lúc, bố của Todo là Endiavor đã dọn lũ Nomu được thả xuống. Ông già tuy thái độ có hơi khó chịu, nhưng riêng về khoản làm anh hùng thì không ai có thể chê được. Thực ra lý do Todoroki xuất hiện ở Hosu kịp thời cũng là do phán đoán của Endiavor. Còn với đám Nomu, nếu mà để đấu solo thì chúng sẽ không có cơ hội phục hồi khi bị top 2 thiêu cháy đen tế bào. Nhưng trong số đó có một con đã chạy thoát, và không may nó đã bay qua khu ngõ vắng và tóm được Deku. Trong giờ phút suýt nữa thì hết phim sớm thì sát thủ Stain đã tỉnh lại. Hắn tự cởi trói bằng con dao ở cổ tay, rồi liếm máu con Nomu rớt trên mặt một anh hùng nữ để gây tê liệt nó. Sau khi con quái vật gãy cánh, Stain chạy lên với tốc độ ánh sáng và kết liễu vĩnh viễn con quái vật. Trong khi mọi người đang sững sờ không biết hắn giờ là bạn hay thù thì Endiavor bay tới. Khi thấy Stain thì anh hùng top 2 toàn lao vào mần thịt hắn. Nhưng chính lúc này, Stain đánh rơi chiếc băng trên mắt để lộ ra một khuôn mặt đầy thương tích. Ngay giây phút đó, tất cả anh hùng xung quanh, kể cả Endiavor đều bị bá khí của hắn làm cho sững người lại. Lúc đó Stain đã ném lại một câu thế này: mấy con gà thì biết gì về anh với chả hùng, chỉ có anh tao ông Mai mới là chất, và tao chỉ chết dưới tay ông anh tao. Nói xong, Stain chết đứng như cây ngay. Về sau pháp y khám ra mới biết là do chạy nhanh quá xương sườn đâm vào phổi. Sáng hôm sau, ba học sinh lớp 1A tỉnh lại trong bệnh viện. Deku nói rằng việc còn sống sót là một phép màu. Nhưng Todo lại nói sở dĩ Stain không ra tay, thậm chí là còn cứu mạng, là do có chủ đích. Có lẽ hắn thấy được mấy anh em cũng chết cũng real. Đang giữa câu chuyện nâng bi nhau thì cảnh sát trưởng bước vào. Ông này không biết siêu năng là gì nhưng có một cái đầu của một con chó. Ngài cảnh sát bảo ba cậu có thể bị phạt vì sử dụng siêu năng khi chưa được cho phép. Giờ mà không muốn chịu tội thì chỉ cần gán cái vết bỏng trên người của Stain là do Endiavor. Tất nhiên nếu như vậy thì công trạng của cả ba sẽ không được người dân công nhận. Nghe con chó này nói cũng có lý nên cả ba đồng ý. Gran Torino nói chuyện này lại cho học trò Mai. Ông nói cái bá khí của Stain đến mình cũng phải run sợ, và trong hắn toát ra một cái lý tưởng mạnh mẽ hệt như All Might. Cơ mà Stain cũng hâm mộ All Might thật. Ngày xưa tên này thần tượng idol mà thi vào khóa anh hùng ở một trường tư. Vì thất vọng với quan điểm anh hùng được giáo dục nên hắn đã bỏ học. Dù thế nhưng Stain vẫn ngày đêm trau dồi võ thuật của mình. Trong quãng thời gian đó, cả bố lẫn mẹ hắn đã qua đời. Theo lời cảnh sát, vụ án đó không phải là một tội ác. Thế là Stain quyết tâm tự mình đứng lên viết lại định nghĩa của công lý, và sẽ quét sạch cái đám anh hùng sống vì danh tiếng và tiền bạc kia. Cái lý tưởng đó thực sự đã chạm đến những tên tội phạm khác. Và giờ lũ tội phạm đang hướng tới ác nhân hội, một tổ chức có thể đứng lên để lật đổ phe anh hùng. Ngoài nhóm Deku, Todoroki và Aida ra thì các bạn học lại đang đi thực tập khá là chill. Người được đi nhiệm vụ thực tế, người chỉ được tập trong nhà. Có người lại được học kỹ năng làm TikToker, suốt ngày đi chụp choẹt. Nhưng không biết là may hay xui mà cô bạn XO trong lần ra khơi với người hướng dẫn đã phải đụng độ với tên tội phạm bạch tuộc. Tuy bạch tuộc không phải là một loài động vật mới mẻ ở trên 210, cơ mà kèo bạch tuộc với X thì cũng 191 lầu. May cho cô là thuyền trưởng hải cẩu thoát đã ứng cứu kịp thời, nếu không là đã thành món X giang rồi. Ngày các học sinh trở về từ đợt thực tập cũng đã tới, không để các em học sinh được xả hơi. Nhà trường lại lôi các em vào một thử thách mới. Địa điểm được chọn là một khu giả lập nhà máy, được xếp chằng chịt bởi mê cung các ống sắt. Cả lớp sẽ được chia thành các nhóm 5 người, rồi đua với nhau xem ai về tới đích trước. Nhóm đầu tiên tập hợp những người có khả năng di chuyển nhanh nhất. Zero tỏ ra cực kỳ cơ động trong những địa hình phức tạp, khi có thể đu dây để di chuyển trên không. Nhưng Deku khi unlock được kỹ năng mới cũng có thể làm được điều tương tự, khi duy trì 5% sức mạnh và đôi chân và giúp cậu nhảy nhót khắp nơi. Suýt chút nữa Deku đã về nhất nếu như ngay ở vạch đích cậu không trượt chân. Cuối cùng đành nhường lại danh hiệu cho Zero. Phim cũng kể mỗi nhóm có nhân vật chính thôi.
tại cái cuộc thi này cũng chán, chủ yếu là để Deku khoe với bạn bè về sự tiến bộ của mình. Sau buổi kiểm tra, ông Mai tìm gặp Deku để nói chuyện. Ông kể cho cậu về nguồn gốc của One for All. Ban đầu nó bắt nguồn từ một siêu năng có tên là All for One. Người có siêu năng này có thể cướp sức mạnh của người khác và biến nó thành của mình hoặc truyền sang cho người khác. Vào cái lúc mà siêu năng bắt đầu xuất hiện trên trái đất, không phải từ cái thời đồ đá mà cũng khoảng vài chục năm trước đây thôi, thì xã hội bắt đầu loạn. Những người thường thì biểu tình chống lại lũ dị nhân, giống y như trong X-Men. Trong thời điểm đó, All for One đã đứng lên lập hẳn một giáo phái. Tất nhiên những kẻ được hắn ban cho sức mạnh thì coi hắn như thánh thần. Dù siêu năng oách là vậy thì tên này lại có một người em trai vô năng. Người anh trai thấy vậy thì ban cho ông em một sức mạnh là có thể truyền sức mạnh của mình cho người khác, kiểu thừa kế ấy. Và kẻ được nhận sức mạnh này cũng có thể truyền lại nó cho đời sau. Đến đời của ông Mai thì đã đủ sức mạnh để chiến thắng All for One. Nhưng mà thế méo nào ông lại để hắn sống, nên thành ra phim lại dài thêm mấy phần nữa. Và có khi Deku lại phải mang trọng trách nặng nề là tiêu diệt tên ác nhân này. Nếu như ông Mai có Deku là học trò cưng thì All for One cũng đang tạo ra một người kế vị, không ai khác chính là Shigaraki. Nhưng trước khi làm chuyện lớn lao, Deku và nhóm học sinh lớp 1A phải trải qua bài thi cuối kỳ. Kết quả bài thi sẽ quyết định việc ai phải ở lại học cả tháng hè, còn ai được đi đến nhà chung để chuẩn bị cho khóa huấn luyện trong rừng. Vì điều này nên mấy anh em hăng say ôn luyện lắm, nhất là Bakugo. Cậu ta không công nhận kết quả của hội thao nên sẽ dùng đợt thi cuối kỳ để khẳng định trình độ của mình với Deku và Todoroki. Bài thi viết thì khỏi phải nói rồi, vì biết tiếng Nhật đâu mà nói. Quan trọng hơn là bài thi thực hành. Trái ngược với tưởng tượng của học sinh là sẽ chiến đấu với một con robot của trường, thì lần này hiệu trưởng chơi lớn, cho học sinh bắt cặp rồi solo với giáo viên của trường luôn. Tất nhiên là không bắt phải thắng, nhưng từng yếu tố về chiến đấu, kỹ thuật cũng như tính đồng đội sẽ được mang ra để chấm điểm. Có một điểm nữa, thầy chủ nhiệm sẽ chỉ định hai học sinh bắt cặp với nhau. Về nội dung bài thi thì học sinh có hai hướng, hoặc là bắt giữ hoặc là bỏ trốn. Đôi đầu tiên là Sato và Kirishima đấu với thầy Simang. Điểm chung giữa hai người này là sức mạnh thể lực. Kế hoạch của Kirishima rất đơn giản, lao thẳng tới chỗ thầy giáo để kiếm điểm bắt giữ. Nhưng cậu đâu ngờ rằng thầy hiệu trưởng đã cố tình xếp cả hai với thầy Simang để biến bài thi thành một cuộc chiến dài sức. Hai cậu đấm được bao nhiêu bức tường, thầy Simang xây lại bấy nhiêu. Cho đến khi cả Kirishima và Sato đều đã thấm mệt thì siêu năng của họ dần trở nên yếu đi. Kết quả là đôi bạn trẻ đã nằm ngất trong vòng vây của vật liệu xây dựng. Cặp tiếp theo được làm bài thi là Tokoyami và Asui. Điểm chung chắc là động vật. Cả hai sẽ đối đầu với thầy giáo phân thân và nhiệm vụ là vượt qua ông để tới được cánh cửa ngay trước mặt. Tokoyami với siêu năng chim đen cực kỳ mạnh trong khoảng giữ khoảng cách, nên cũng vì thế mà cậu tỏ ra lúng túng khi đối thủ áp sát mình. Ở đây là hàng chục những phân thân của thầy giáo. Còn Asui, một cô bạn khá toàn diện, nhưng liệu cô có thể hỗ trợ một người bạn học mạnh nhưng lại có vài điểm yếu cố hữu hay không? Và câu trả lời của cả hai rất là thuyết phục. Khi bị chiếc phân thân khổng lồ giữ lại chật cứng thì Asui đã đưa cho chim đen cái còng mà mình giữ trong bụng để còng lại tay thầy giáo trong lúc ông đấu với con chim đen. Kết quả đôi bạn trẻ là những người đầu tiên pass qua vòng thi thực hành. Cặp thứ ba làm bài thi là đuôi thịt với lớp trưởng Aida. Họ phải vượt qua một bãi đất trong khi thầy giáo máy xúc liên tục đào hầm dưới đất. Về cơ bản là một bãi mìn di động đang cản trở hai học sinh không có khả năng bay. Thế là Aida nghĩ ra một cách, cậu bảo đuôi thịt trèo lên lưng mình để cùng vít ga. Đến khi thầy giáo ngoi lên mặt đất để chặn đầu thì Aida bảo cậu bạn cuốn đuôi vào chân mình. Sau đó Aida dùng động cơ phản lực để xoay cơ thể, tạo thành một lực ném đuôi thịt thẳng qua vạch đích. Đó là cách họ chiến thắng một cách nhanh gọn mà không cần phải xây sát. Cặp đấu thứ tư, trai xinh gái đẹp Todoroki và Momo. Họ sẽ đấu trực tiếp với thầy chủ nhiệm của mình, thầy Aizawa được xếp vào. Vì Todo và Momo đều là những người quá phụ thuộc vào siêu năng, thế nên gặp xóa sức mạnh của thầy là hết vị. Todo biết được điều này nên đã bảo Momo spam sức mạnh liên tục để biết thầy chủ nhiệm có ở gần mình hay không. Nhưng trong một giây phút, Momo tâm sự với người bạn học về việc cả hai có xuất phát điểm như nhau. Trong khi Todo thì tiến bộ vượt bậc, đạt thứ hạng cao trong lớp, thì bản thân cô lại tồn tại một cách mờ nhạt. Ngay lúc cả hai mất cảnh giác nhất, thầy chủ nhiệm xuất hiện bất ngờ rồi vô hiệu siêu năng của cả đôi. Với bản tính đàn ông của mình, Todo ở lại giữ chân thầy giáo, tạo khoảng trống cho Momo có thể chạy thoát. Tất nhiên khi không còn băng lẫn lửa, Todo bị tóm gọn trong hai chiêu. Sau đó thầy Aizawa đuổi theo Momo và tóm được cô. Nhưng trong một cái chớp mắt, Momo có lại siêu năng để thoát khỏi giải băng. Thay vì chạy đi tìm lối thoát, Momo chạy ngược lại phía của Todo rồi giải thoát cho cậu bạn. Lần này Momo trình bày kế hoạch của mình. Đầu tiên, sau chấn thương ở phần 1, sức mạnh của thầy Aizawa đã không còn được như trước. Cụ thể là thời gian sử dụng và cooldown. Thay vì nghĩ rằng mình bị khóa chiêu toàn thời gian, cứ spam liên tục cho đến khi nào nó phọt ra. Sau khi cắt đuôi được thầy giáo bằng ngọn núi băng thì tới với kế hoạch chính. Momo sẽ tạo ra một cuộn băng bằng hợp kim nitinol. Khi thầy giáo xuất hiện sẽ dùng máy bắn đá ném nó về phía ông. Cùng lúc, Todoroki khi đang núp trong một tấm vải sẽ sử dụng siêu năng lửa lên một đầu cuộn băng. Theo phản ứng hóa học, hợp kim đó gặp nhiệt sẽ quay về trạng thái ban đầu, từ đó trói mục tiêu lại. Kế hoạch diễn ra đúng như cô dự tính và giúp cho cả hai vượt qua bài thi thực hành khó nhằn này của thầy chủ nhiệm. Sau khi nhận được lời cảm ơn từ Todoroki thì Momo đã xúc động đến phát khóc, vì cuối cùng năng lực của mình cũng đã được công nhận.
Trận thứ 5, Uraraka và Aoyama đối đầu với anh hùng Thirteen. Cô nàng có thể làm bản thân nhẹ đi lại gặp đúng thầy giáo lỗ đen đang chưa biết phải làm sao. Thì cậu bạn tỏa nắng lại hỏi cô có phải cô thích Deku không? Vì quá ngại ngùng nên Uraraka đã buông hai tay để ôm mặt, kết quả là bị hút về phía thầy giáo. Khi thấy học sinh sắp chui vào lỗ đen, thầy đóng nắp lại và vô tình tạo cho Uraraka một thế phản công bằng những gì được học trong đợt thực tập. Uraraka nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Aoyama sau đó cũng bắn tia ánh sáng rồi cùng bạn mình khống chế thầy giáo. Dù có được nương tay thì đây vẫn là một chiến thắng dành cho hai người. Tiếp theo, trận đấu khó đoán nhất diễn ra giữa Ashido, Kaminari và thầy hiệu trưởng. Không bàn về siêu năng của hai người thì thầy hiệu trưởng chỉ là một con chuột có trí thông minh xuất chúng, nhưng năng lực đó thì sẽ gây khó dễ gì cho học sinh. Thì ra không có sức mạnh thì thầy chơi đồ, cụ thể là một chiếc xe cẩu lắp bi sắt của Miley Cyrus. Bằng những tính toán chính xác, ông dùng bi tạo ra những chấn động từ xa nhưng vẫn khiến cho hai đứa học trò khốn đốn. Và hơn hết, sau mỗi cú dập là lối dẫn tới cửa thoát đã ngày một bị bít lại. Nếu chỉ mải chạy khỏi đống đổ nát thì cả Kaminari và Ashido sẽ hết thời gian. Và đúng là như thế thật. Trận đấu thứ 7, cặp học sinh có siêu năng về âm thanh, một người thì tai thính, còn một người có thể nói chuyện với động vật. Cả hai khả năng này đều bị khắc chế hoàn toàn bởi thầy mồm loa, vì sức mạnh của mình lép vế hoàn toàn. Nên Jiro đã cổ vũ cho người bạn là hãy vượt qua nỗi sợ bản thân mà nói chuyện với lũ rắn rết để khuyên chúng tới dọa ông thầy. Quả nhiên cách này có hiệu quả, vì bò trong lòng đất nên sóng âm của thầy mồm loa không có tác dụng. Thế nên tuy lãng xẹt cơ mà đó là cách mà đôi bạn đã vượt qua bài thi thực hành. Ở trận thứ 8, Shoji tay bạch tuộc đá cặp cùng với cô bạn tàng hình. Hai người sẽ phải chạm trán với thầy giáo cao bồi, dù ở khoảng cách xa hay gần. Với một người có cây shotgun trên tay thì mọi siêu năng đều trở nên bình đẳng. Ấy là cho tới khi cô bạn tàng hình tháo găng tay và giày để tàng hình hoàn toàn. Tôi biết tới đoạn này sẽ có nhiều ông thắc mắc, thế ngoài găng tay với giày ra thì Hagakure có mặc thêm cái gì khác không? Tôi cũng thắc mắc, nên là sau 20 phút ngồi tìm hiểu trên các nguồn thì không, để có thể đi không ai thấy về không ai hay thì Hagakure phải naked hoàn toàn. Bằng chứng là khi trao được còng vào tay thầy giáo, khuỷu tay của thầy đã vô tình động phải một nơi nhiều mỡ và có tính đàn hồi cao. Các ông cũng chỉ cần biết là cô bé và cậu bạn đã vượt qua bài thi thế thôi. Vào trận thứ 9, Mineta bắt cặp cùng Seiro. Hai cậu trai phải chống lại sự mê hoặc của cô giáo viên sexy với siêu năng khí gây mê. Đã thế, cái mùi này còn đặc biệt hiệu quả trên những người đàn ông, vì cứu bạn của mình mà Seiro đã phải nằm lại trên đùi của cô giáo. Còn Mineta dù được cứu nhưng lại cực kỳ bực tức, vì cậu chỉ muốn nằm dưới chân của mỹ nhân. Nhưng sau một hồi tĩnh tâm, Mineta nghĩ về mục đích ban đầu mình làm anh hùng, đó là để trở nên nổi tiếng và có nhiều gái vây quanh. Với quyết tâm đó, Mineta lấy giải băng của Seiro quấn quanh mồm, rồi cầm theo những trái nho kết dính trên đầu lao thẳng về phía cô giáo. Cậu ném chúng để giữ chân cô lại, rồi chạy một mạch về đích và bỏ lại những cám dỗ sau lưng. Kết quả, Mineta đã lôi được ông bạn Seiro qua cổng để ghi tên mình vào một trong số những học sinh đạt điểm của phần thi thực hành. Và cuối cùng, cặp đấu thứ 10 cũng là cuối cùng của main chính Deku, Bakugo cùng top 1 server ông Mai. Vừa là một người có cái tôi cao lại vừa ghét Deku, nên Bakugo không thèm trao đổi chiến thuật gì hết. Một đằng thì Deku liên tục khuyên cậu không nên đối đầu với ông Mai, còn Bakugo thì lại nghĩ Deku đang lên giọng chỉ bảo mình. Sau khi có một chút tiến bộ từ đợt thực tập, kết quả là ông Mai đã lao tới trong lúc hai đứa còn đang cãi nhau. Khi thấy mục tiêu trước mặt, Bakugo thì lao vào lấy số má, còn Deku thì lại cố tránh né vì biết mình không thể ăn được thầy. Kết quả thằng hổ báo thì bị ăn đòn, còn thằng muốn chạy thì bị ghim lại ở mặt đất. Trước khi ăn một cú knock out tới từ ông Mai, Bakugo đã được Deku kịp thời dùng sức mạnh vọt lên và bế vào trong ngõ. Với khoảng thời gian ngắn ngủi, hai anh em dù không bằng mặt nhưng vẫn phải bằng lòng tác chiến. Kế hoạch là Bakugo cho Deku mượn một cái găng, rồi tạo ra sự bất ngờ, bắn thẳng vào mặt ông Mai một cú full power. Lợi dụng khi ông còn đang choáng váng thì cả hai sẽ chạy về đích. Kế hoạch ban đầu thì cũng suôn sẻ, cho đến khi chỉ cần một cú nhướn thì ông Mai đã bắt kịp hai ông cháu. Lần này thầy đấm vỡ cả hai cái găng để hai cháu hết trò. Bakugo sau khi được Deku thông não thì lần này chơi theo kiểu khác. Cậu ném Deku về phía đích rồi ở lại giữ chân ông Mai với tất cả hỏa lực của mình. Nhưng ông Mai chỉ đơn giản là quá khỏe, ông cho Bakugo một cú đấm trời giáng, cảm giác đấm thêm cú nữa là lên bàn thờ luôn. Đáng lý ra đây sẽ là khoảng trống cho Deku lết thân vào trong cổng, nhưng với bản tính vốn có của mình, cậu quay ngược trở lại và dùng O for One thẳng mặt người đã ban nó cho cậu, để rồi vác thắng bắt nạt mình về đích. Có lẽ chính sự anh hùng này đã khiến ông Mai ấn tượng và để cho hai nhóc con giành chiến thắng. Tất nhiên là sau sự vụ lần này, hai ông cháu được đưa đến hồi phục ở chỗ cô Recovery. Nhưng dù với khả năng healing thì sau những cú đấm chất lượng đó, đôi bạn trẻ vẫn sẽ còn phải nằm viện vài hôm thì mới có thể phục hồi được thể trạng. Trước khi kết thúc phần này, khán giả được giới thiệu tới những bộ mặt mới nhất của hội ác nhân. Những cá nhân sẽ làm mưa làm gió trong những phần tiếp theo. Ứng cử viên đầu tiên là Himiko Toga, là nghi phạm trong hàng loạt vụ mất tích, nơi nạn nhân mất máu đến chết. Người thứ hai là Dabi, người ngợm chẳng khác gì cái xịp rách. Có vẻ những vết đen trên người hắn là di chứng để lại sau khi bị bỏng. Đó, phim chỉ nhá nhẹ vậy thôi. Còn giờ quay lại với hội học sinh trường UA, kết quả bài thi đã có. Không phải ai vượt qua cổng cũng được đánh đạt, điển hình như Seiro. Ngất ngay từ đầu nên cho dù có được Mineta vác qua cổng thì
vẫn bị đánh là trượt như thường. Nhưng đổi lại thì ai cũng được tham gia trại hè ở trong rừng hết. Và để chuẩn bị cho một chuyến đi chơi thì học sinh lớp 1A rủ nhau đi mua sắm. Trong cái lúc ai cũng thoải mái vui vẻ này thì Deku lại vô tình đụng ngay phải Shigaraki. Ban đầu còn tưởng fan hâm mộ tới xin chụp hình, nhưng đến khi định hình lại thì 4 trên 5 ngón tay của ác nhân có khả năng phân hủy đã đặt ngay ngắn trên cổ cậu main chính. May cho Deku là Shigaraki không đến đây để kết thúc anime, mà hắn chỉ đang muốn đi khảo sát thị trường để hiểu rõ cách mà Stain, tên anti-hero được giới trẻ hâm mộ, làm sao có thể tạo ra một hệ tư tưởng cho dù có là kẻ giết người. Nói chung là giết chóc thì ai cũng làm được, nhưng để trở thành một tên độc tài có sức hút thì Shigaraki cần phải hiểu về cách xây dựng hình ảnh. Và hắn chọn cách tới nói chuyện với Deku, người ở phe anh hùng, để hiểu điều đó. Nhân vật chính của chúng ta thì rõ ràng là không hiểu tội phạm, nhưng cậu biết cả cậu và Stain đều được thôi thúc bởi một người, đó là ông Mai. Sau khi có được câu trả lời, Shigaraki đã rời đi mà không động tay thêm một thứ gì. Tối hôm đó, sau khi cung cấp lời khai với phía cảnh sát, Deku gặp lại ông Mai. Cậu hỏi ông rằng đã bao giờ ông không cứu được người khác hay chưa. Nói chung là cũng nhiều, nhưng mà lúc nào nụ cười cũng phải nở trên môi để người dân không cảm thấy lo lắng. Và đó chính là biểu tượng của công lý. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở phần thứ 3 của Học viện Siêu Anh Hùng.